Vợ chồng miền Tây mến chào đến ông bà cô chú anh chị. Thì bữa nay nên đi đặt chuột lại cô chú anh chị. Ba nên thì cũng khỏe rồi, cũng hơi đỡ rồi. Thì bà xã nên thì thay phiên với mấy anh chị coi chừng, nên bắt đầu đi đặt chuột ha. Bữa nay nên đặt lại cái điểm này, chỗ này nên ưa đặt nè, cái hàng dừa của chú anh chị. Chú anh chị nha, nhớ nên đặt hàng dừa, với bữa hổm nên đặt cái vườn này nè. Hôm nay nên đặt lại cái này, người ta cắt lúa nè. Máy cắt kìa, máy đang cắt ngoài đó. Dưới bên đây máy nè, máy người ta mới qua đây ta cắt cái ô này luôn nè. Chưa có cái giạc bên hàng dừa bên kia thì chưa có cắt, mới cắt bên đây kìa. Ta cắt cái giạc lung trước. Máy đang cắt ha. Giờ này cũng chiều rồi, nay tại giấc sáng mưa của chú anh chị, cho nên ta đặt ta cắt trễ, ta chờ cho lúa khô quá ra mới cắt, nên đặt nãy giờ cũng xong rồi. Nay nên đặt lúa cây, nên đặt từ ở trong bờ ở trong á, dài ra tới bên đây, vòng qua bên cái vườn này luôn. Với nên đặt cái hàng dừa bên kia nữa, hàng dừa bên kia mà nên đặt hết ra đây nè. Đây nên đặt được mấy cái à, tại nên sợ nên nghi chút xíu người ta cắt lúa rồi cái nên không có dám đặt nhiều, nên lựa mấy cái đường im im á, nên đặt nên bắt chuột tạt về, tại người ta có người ta cắt lúa nè, hồi cái chuột có gì nó tạt ghê tạt vô lại thì dính gì đó, đặt không được nhiều, đặt có mấy cái đường cũng ít chung với chính trị. Ta đang cắt lúa ha. Cờ nó đặt ở trong này mà nhai luôn cái cờ nên luôn rồi. Để nên cắm cái cờ lại cô chú anh chị. Đêm tối chắc nên không có đi thăm đêm, nên để sáng chắc cuốn luôn, tại lúa cắt nên đặt cái xịt, nên đặt lúa cây nhiều rồi. Nên hẹn ông bà cô chú anh chị mình lại sáng mai ha. Chục con mới cắt có chuột con. Gì? Nên cũng xin chào ông bà cô chú anh chị ngày mới ha. Sáng bắt đầu hai chồng lên đi gom gặp nè. Hôm qua cái miếng trong đó người ta chưa cắt, nên hỏi người ta nói không có cắt. Ai ngờ đâu cắt đâu giấc tối gì. Hôm qua rút giấc chiều nên về là gần 7 giờ, ý gần 6 giờ. Chiều hôm qua là nên về gần 6 giờ rồi, nên hỏi người ta nói không có cắt. Ai ngờ người ta cắt luôn rồi cô chú anh chị, người ta cắt đâu giặt tối luôn rồi, cắt tối người ta chừa lại cho nên một hàng rồi. Miếng trong đó chừa lại hàng, đường im im không mà không có luôn. Mình tưởng đâu nay đặt đường này không có lý, đường bóng mềm mềm không mà chưa quất. Quất hết trơn. Tàn là số gặp không không. Gì? Chết không luôn rồi nè. Kỳ đó, đường cũng mềm mềm không à. Mà không dính luôn. Dạ, mấy em gom về vô đi. Sáng. Đường đã không. Mà đặt không có. Không dính.
Như chuột nó tạt đâu mất tiêu chưa. Dính đâu được mấy con nhỉ. Đường gì không nè, mày đặt không có luôn. Đặt hôm qua lúc lúa chưa cắt. À, nên bắt về không, không dám bắt đi. Đường gì không nè. Nghĩ sao không có chuột. Mình hiểu không nổi. Thua. Hay là nên chừa lại, ta chừa lại đường. Không chừa lại đường luôn hết nguyên dàn gặp là thua luôn. Khóc ròng luôn. Đường im quá im mà đặt không có. Không hiểu không nổi. Này để chắc để một bữa với hai á. Rồi có cái đường chạy ra được ruộng. Đặt lại á. Rồi xả nên gom dài ra. Nãy nên đi ngoài dài vô. Dài vô trong này không thấy gì chứ. Thấy dính được có hai ba con gì. Chắc gì chuột quản cũng không dám ra luôn. Này chắc tới tối luôn. Tại lúc lúc khoảng 6 giờ đó, chừng 6 giờ đó là nên về là người ta còn đang cắt miếng này nè, ta cắt ngoài đó đó, thì ta cắt xong miếng này xong rồi, người ta vô trong đó người ta cắt thì xe chở đi chắc cũng 8 giờ mới có xong đó. Tại vì thua. Thua rồi. Không có chuột bỏng gì hết luôn. Chết quất. Hả hỏng không. Đây thì con nhỏ nè. Đây đường im quá là tưởng đâu có lý. Ai ngờ thành chất quất. Hiểu không nổi luôn. Đường chuột thấy im quá chừng luôn. Mà đặt không dính. Đâu mất tiêu chứ. Đây dính con. Gặp không nhiều hơn gặp dính như chúng chị. Đây người ta không đốt gom luôn. Mới ngày mưa quá mưa rồi. Đốt gom không được luôn. Qua mướp. Qua mướp quá trời. Chết quớt luôn. Thấy dấu giò chạy lên. Mà là không có luôn nè, dấu giò chạy. Chạy lên căn đường đó. Mình nên đặt chết quớt à. Rồi bữa nay hẻo luôn. Khung cảnh buổi sáng. Sáng sớm của chúng về. Phải cắt hết là chừa cho nên đường này. Đây gặp nên đặt á. Hôm qua thì nên hỏi, nên có hỏi nè. Đúng rồi. Ta chừa nguyên đường luôn, dài tới chổng luôn. Hôm qua nên có hỏi, nên hỏi là kiểu như miếng này có cắt không á. Cái người ta nói miếng này không có cắt, cắt mép ngoài, dít ở ngoài không à. Ai ngờ tối lên người ta cắt. Là cắt tối luôn. Mới ghê.
mà bên đó đường im im không á, bên đó đường đường chuột còn im im, đường bóng bóng không à. Sao nên đặt cũng chất quớt luôn không biết. À, tại ta ta cắt phi quá rồi chuột nó tạt. Đường chạy lên ruộng, chạy lên đường, đường còn bóng lưỡng luôn, còn dấu sình luôn mà đặt chất quớt, chất quớt hết chưa. Nãy lên đi ra lên nhìn là thấy dính được mấy con. Bà xã nên gom vô lại gom kỹ hơn, mới có dính được nữa không biết. Không có gì dân luôn hả? Rồi thua luôn. Hôm nay ngoẻo luôn. Không thấy đường im im không á, mà chứ quớt à. Bên đó nhà yến á, nhà ta nuôi chim yến. Thua rồi, dạ thua rồi. Bên đây cũng không có luôn. Đây thấy đường cũng được được luôn không à. Đợi miếng này còn nước luôn chứ gì. Đây, đây hay quá. Đây dính đường còn. Miếng ruộng bên này còn nước. Đã nên đặt được cặp má không. Này dính luôn không? Cái này đâu mất đi rồi. Tuột ở trong này nè. Mà cũng chết quớt luôn. Không dính. Một bẻ nữa. Cái này nằm đâu rồi? Cái hàng im quá mà không dính. Đường mòn chạy xuống. Nhậm nhầy luôn. Chụp quớt luôn. Gặp không nhiều hơn gặp dính luôn chú anh chị. Héo hào heo. Cái này dính như chục con luôn. Đậu rồi có chục con này. Không không. À chồng lên thăm cũng xong rồi cô chú anh chị. Bữa nay hiu rồi. Nay đường thấy mềm không mà. Nhất bên đó đường thấy im không mà nên đặt không có, cũng không hiểu luôn. Dính yếu xìu. Dính được rắn nè, mà rắn bị con gì cắn không biết, ngẽo à. Nghĩ chó hay là chuột gì không biết. Ngẽo rắn mà. Được yếu xìu à, không nhiều. Nay hắc hiểu à, hắc hảo à. Thấy đường mềm hôm nay nên đặt, mà nói này có lý chứ. Sao thành chất quớt luôn. Lý đâu không thấy. Thấy hảo hào hào. Sáng trời chỉ mưa nữa. Này vô bão tới nữa.
chỗ thấy đường mòn im im không, tưởng đâu có lý, ai ngờ chết quớt. Để nên sắp gặp vô tiếp bà xã nó làm về của chúng kia, hai chồng nên về cũng tới phà rồi, nay nước cũng nhiều rồi, muốn ngập cây cầu cây này luôn rồi nè. Này ít của chú anh chị. Đây em làm cho cá. Để đi em ấy. Hai con chục con. Này ít xịt nè. Đường im. Đường im mới ghê luôn mà nên đặt sao chất quốc. Con nhỏ à, lớn hả? Nay chừng 2 kg ngoài. Thắt thủng. Con gặp này chạy được hàng chục bự luôn nè. Hàng chục bự luôn. Gặp một. Gặp hàng chục bự đã. Mà được con nhiều đó. Chuột không mập ha, hơi mập mập cái sào cao găm ăn. Chuột không mập, chuột ốm. Chuột cũng nhơ mà, không mập. Phải mập mập, sao gạo găm ăn được. Đợi nào chuột mập mập, chuột có mỡ, sao gạo găm ăn mới ngon. Nghe cho ăn món gì vậy? Cá kho đậu dưa. Cá cha kho đậu dưa hả? Này đặt thác khu chuột coi. Mua khúc cá cha của chú anh chị. Cá cha có trứng nè. Khúc chia làm hai cửa. Khúc là ăn sáng chiều hai chồng nên được. Cũng gầy nên chưa có xuống cửa ngục lại nữa. Để xuống cửa ngục lại kiếm cá ăn cũng được. Tại nay nước cũng nhiều rồi. Nước nhiều lắm mà. Có trứng ngon. Trứng cá cha để dành câu cá được. Trứng cá cha đó cô chú anh chị, câu cá dù đếm nè, câu cá lăng nè đều được hết trơn. Trứng cá cha nhiều khi tôm ăn cũng dính luôn, cũng nhiều khi tôm cũng ăn nữa. Này nguồn khúc cá cha kho nụ dưa ăn của chúng chị, bầu hả? Bầu hay nụ dưa. Cái cha kho nụ dưa để cho chín cá mới bỏ vô ha, cho nó xong cá thấm cá. Tình thủ làm cơm xong cái bà xã nên đi xuống bệnh viện thì nên thì đi kiếm chỗ đặt chuột. Hai chồng lại quay cái hết ngày. Mời ông bà cô chú anh chị dùng cơm cho chồng nên ha. Bữa cơm đơn giản thôi. Mời ông bà cô chú ăn cơm. Mời ba mẹ ăn cơm. Ngồi hộp khớm, sáng hộp khớm ăn cũng ngon. Sáng ngon cũng ngon. Mình ngồi chơi khớm. Nay nước cũng nhiều. Giờ này nước đang gầm ra. Gầm chút xíu nữa lên. Nóng quá. Dở làm lại. Bây giờ có thùng phi á, đỡ. Đỡ về. Con muốn trên thùng phi được không? Còn là thùng phi. Cũng được hả các bạn? Nói ngưỡng đẩy hết ra rồi. Nước gầm thì nó nằm trên đất.
Bà ổng có học là bao còn có một thư luôn. Đó thầy á. Không coi làm có học bao nguyên cái vị hết luôn. Rồi xuống rồi có cây kiệu. Trời mưa hoài người ta không cắt lúa được. Thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng, nên cũng xin hẹn ông bà cô chú anh chị mình lại video sau. Rồi, chúc cả nhà xem video vui vẻ, bye bye.